Thôi trời tối rồi, mình nghĩ là đi ngủ. The next day. Chắc là mình sẽ sử dụng cây gậy này để gọi là để mình nhóm lửa lên. Bập bùng tình mẹ tình cha. Đây. Đó. Rồi bắt đầu nè. Lên lửa cưng. Lên cưng. Lên. Wow, xịn sợ. Mình là Bugo đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay tàu trưởng Buron đã trở lại với Robin Boo lạc ngoài đảo hoang. Thì ok, trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Ok, và ở tập trước thì mình đã gọi là nhảy PUBG từ hòn đảo này, từ cái thành phố này, từ cái quốc gia này tới quốc gia khác. Nhưng mà vô tình mình đi giữa đường thì hết xăng, hay là thằng phi cơ nó bị đau bụng, nó đi ỉa. Cho nên là nó không có kiểm soát được cái buồng lái, nên là nó đã dẫn tới cái việc mà đâm xuống. Really, thì mình đã phải gọi là lạc ngoài đảo hoang, mình phải bơi vào một cái hòn đảo và mình phải sinh tồn tại đó. Ok, không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Mày hả cô? Mày nhặt nó lên. Bây giờ dùng con cua, dùng một cái dao trên con cua để skin it. Ok, mình cầm con cua lên. Đây. Dùng con cao, dùng cái dao. Đâu rồi cái dao của tao đâu? Đây, skin. Mày gọc mà tao không thấy mày gọc luôn. Trời ơi, thịt cua gì đâu mà bự dữ vậy. Lần đầu tiên mình thấy thịt cua mà nó vậy luôn đó anh em. Bây giờ quăng ném rai bít tình miếng thịt đó. Bây giờ mình sẽ ném miếng thịt cua. Ôi, thịt cua gì đâu, nhìn như thịt cá, thịt heo, thịt bò, thịt gà vậy bà nội mày. Quá chuẩn luôn. Thịt cua hải sản mà mình nhìn như. Bây giờ mình sẽ ném vô đây. Ok, nó đang nung đúng không? Thôi từ từ để lụm lại. Từ từ. Bây giờ drop we hoặc là kéo Ray Bitten the mid on to a campfire to suck a cooking. What the hell? Ok, bây giờ nói chung là khi nào chín vậy? Khi nào chín nhau gái? Để đây khi nào chín? 2000 years later. Ủa, có chín không vậy? Ủa, vậy là có chín không? Bây giờ nó kêu mình ném. À, hiểu rồi. Nướng đi. Rồi sau khi nướng xong rồi thịt ăn được rồi đó. Nhưng mà tao không ăn, mày điên hả mày? Giờ này tao còn no. Bây giờ hãy nhặt lên và mở coconut. Ok, bây giờ là mình sẽ quăng vỏ dừa ra. Đây, trái dừa đây anh em. Chuẩn bị, chúng ta phẫu thuật trái dừa anh em à. Ra trái dừa khô, xạo chó. Ok, và bây giờ là uống nè. Ok, coconut drink. Tạo một cái sector để giữ an toàn cho mình. Rồi, ok, bây giờ bắt đầu lên nhà nè anh em. Đâu, lên nhà coi. Lên nhà coi mấy đứa. Đây, một cái sector là cái nào đây? Cái này dụng cụ. Nhà cửa đâu rồi? Đây, một cái shelter, một cái liều con anh em à. Bây giờ mình phải tạo một cái, bây giờ mình sẽ đi lấy lá trước đã. Giờ mình cầm miếng thịt vậy mày tới ông nội mày hả mày? Đi, làm việc. Đây, lụm gậy nè. Mày có miếng thịt mày tới bà nội mày. Ông này chặt cây. Đây, yuca đây. Phẫu thuật trái dừa anh em à. Lá đâu? Đây, lá đây. Trời ơi, nhiều lá quá mấy đứa. Ôi ôi. Bồ tây tù. Ôi, mình không đủ chỗ trước. Rồi, bây giờ là mình sẽ tạo cái này trước đã. Ê, tạo đúng không vậy? Ê, mày tạo đúng không vậy? À, hiểu rồi. Mình không đủ đồ. Bây giờ là mình sẽ dục cây này ở đây đi. Có gì đó mình sẽ sử dụng mình để bắt cua, hiểu không? Really, nigga. Mò cua mình bắt ốc, quăng trái nha đam ở đây đi. Mà nhìn nó không biết phải trái nha đam không nữa mấy má. Rồi, sau khi chế được cái này xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ chế cái gì đây? Tiếp theo là sau khi chế được cái này lâu quá rồi mình không chơi, mình phải mò lại mấy má. Bây giờ làm cái lều không? 4 cái lá cây dừa, thêm 3 cây gậy nữa. Ok, bây giờ đi lượm cây dừa anh em à. Đi chặt cây dừa mấy má. Trời tối rồi. Con quỷ mập địch kia đâu rồi?
Hồi nãy tôi mới thấy mẹ đây mà. Hello. Where is motherfucker? Hôm nay cục gì đây? Hôm nay cục gạch. Trời ơi, dâm ba con cá mập. Tao mày biết tao là ai không? Tao là ít kêu, tao là Aquaman đó mày. Dẫn mặt với tao, tao giết mày luôn. Really nigga? Trời ghê chưa? Ok, bây giờ chặt cây dừa cái đã. Mình gáy hơi nhiều rồi đó. Mình gáy hơi nhiều rồi đó. Bây giờ không được rồi, đã tới lúc phải làm Aquaman rồi. Sao chặt lâu vậy? Ủa, tính ra là mình bấm E là mình lụm được rồi đó. Má thằng này nó gánh hét. Đâu? Hình như là cái này phải chặt thêm đó anh em ơi. Đấy. 1, 2, 3, 4. Full rồi. Bây giờ là 4 cây. Ok, dư rồi. Bây giờ chúng ta lụm thêm 2 cây gậy nữa anh em à. Cái này chặt ra coi có gậy không. Ờ, mình nghĩ là cái này nó có rậy nè. 2000 years later. Chưa làm mẹ gì trời tối rồi kìa, thấy ngứa háng chưa? Ok, bây giờ trời tối rồi, cũng đã đến lúc chúng ta phải làm một cái liều rồi đúng không mấy chơi? Hơi bị nhiều đồ rồi đó. Bây giờ thì từ từ, để coi đồng hồ coi. Chết rồi, tối rồi, chiều tối rồi, đó bụng rồi. Giờ làm một cái liều chứ đã. Một cái liều đặt ở đây. Đó, đi vô ngủ. Sell game trước đã anh em. Đi vô ngủ nè. Không, trời chưa tối mà, cứ làm việc tiếp đi. Vỗ tay. Nhiệm vụ tiếp theo, hãy tạo một cây búa. Crew Hammer. Bây giờ mình phải đi nhặt 2 cục gạch. Và mình lại tiếp tục phải nhặt lá anh em à. Mình phải tiếp tục phải nhặt lá cây. Bây giờ có bao nhiêu lá cây rồi? Bây giờ mình đang có bao nhiêu lá cây? Nói chung thì bây giờ chặt cái đống bùi nhùi này đi. Trời tối rồi mấy má ơi. Mày hả mày? Mày giỏ cây dừa hả mày? Trong đây là cái gì mà nó không cho mình vô? Chết rồi mấy đứa ơi, trời tối rồi. Có ai không? Trời, mình chắc chắn là cái thằng phi cơ của mình nó chết mẹ rồi, chỉ còn mỗi mình nè. Có ai không? Cứu bé. Aquamani. What the hell? Aquaman ơi. Ok. Mình nghĩ là hiện tại mình chưa có đói. Nếu mà mình ăn hết thì ở trên đảo này còn gì đâu để ăn. Cho nên là từ từ tiết kiệm đồ ăn thôi anh em. Phải trồng cây nữa. Ồ, mấy đây là mấy cái mảnh gỗ mà chiếc thuyền của mình. Đây, một cục gạch đây. 2 cục gạch thôi, đi về làm cái búa. Chết rồi. Bây giờ nhiệt độ là 92 độ. Chi ra thì mình cũng không có nóng lắm. Xạo chó. Chặt mày luôn. Thôi, trời tối rồi. Mình nghĩ là đi ngủ. The next day. Các bé ơi, trời đã sáng rồi. Đi áo tim. Không, xạo chó, má trời tối thui trời. Má lửa chạy của tao đâu? Vậy là mình phải lên lửa chạy nữa chứ, khi lên lửa chạy mình làm cây búa kìa đã. Cây búa rồi. À. Má nhạc gì thảm vậy, tao chưa có chết. Mày hiểu không, tao chưa có chết. Đừng có làm như vậy. Trời ơi, nhạc thảm quá, tao nói tao chưa có chết. Tao nói là tao chưa có chết mà, mày đừng có bực nhạc thảm như vậy rồi. Ok, tạo được cây búa rồi. Bây giờ, cây búa là một vật liệu rất là quan trọng để xây nhà. Bạn có thể sử dụng cây búa này như là xây nhà, bức tường, bức tàn. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là bây giờ chúng ta phải khám phá ra cái vùng đại dương này, tao chưa đọc kịp. Rồi nó không cho mình nhiệm vụ nữa, cuộc sống của mình bế tắc tại đây luôn. Ủa, tao đi ngủ rồi mà. Ok, ngủ thêm cái nữa cho trời nó sáng nè. Đi ngủ để mình có sức khỏe thôi. Đấy, ngủ dậy cái đói bụng rồi nè. Bây giờ đói bụng là làm miếng thịt nè. Thịt cua nè. Nhầm. À, ngộ độc, what the hell? Tao nướng rồi mà. Rồi, xong luôn. Má, thịt heo bán, thịt heo Trung, lộn mà, thịt cua Trung Quốc nè anh em. Bây giờ, thiếu nước, uống nước dừa. Uống nước dừa giải khát em ơi. Ủa, trái dừa đâu? Đây. Ok. Hết mẹ dừa rồi. Empty coconut. Để cái dao ra tát dừa để ăn anh em. Mày đó, có dừa để ăn rồi anh em ơi. Ăn dừa. Ok, lên thịt, ăn dừa rồi ăn chay luôn. Đây là cái gì đây?
bây giờ là mình đang khát nước, chắc là mình sẽ làm trái này, mình tách vỏ nó ra để mình lấy trái nước anh em à. Uống nước. Ok, sau đó mình sẽ lấy trái dừa này mình sẽ uống nước. Bây giờ là mình đang có 3 mức nước rồi, bây giờ uống nước vô. Mình lên 4 mức rồi. Rồi bây giờ lấy cái dao ra, lấy cái dao ra, tách cái dừa, tách cái dừa, ấy tách trái dừa chứ lộn, dừa dâu mà cứng như vậy. Đây bây giờ mình đang có hiện tại là 5 mức thịt, lên 6 mức. Tao hết đói rồi nha, tao chỉ khát nước thôi. Bây giờ đã đến lúc mình nhóm lửa lên. Campfire is out of fuel. Bây giờ làm sao để thêm nhiên liệu cho cái lửa của cho cái cây này của mình đây. Trời gì đâu mà tối quá vậy. Ok, có cây gậy rồi. Chắc là mình sẽ sử dụng cây gậy này để gọi là để mình nhóm lửa lên. Bập bùng tình mẹ tình cha đây. Đó. Rồi bắt đầu nè. Lên lửa cưng. Lên cưng. Lên. Wow, xịn sợ. Ôi trời sáng mẹ, giục mẹ đi. Ok thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Và mình sẽ thông báo với các bạn là đây, trò chơi này, cái game mà Robin Boo lạc ngoài đảo hang này mình sẽ livestream. Thì mình sẽ thông báo thời gian chính xác và cụ thể nhất cho các bạn. Bây giờ thì mình sẽ livestream và mình sẽ cắt video ra. Thì mình sẽ mong các bạn ủng hộ mình chơi cái game này. Mình yêu mọi người nhiều. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Còn bây giờ thì bye bye.